bạn không chọn cái cách nào tốt đẹp, ví dụ như là tự làm xong rồi cho các bạn, cho ba mẹ của các bạn thấy là các bạn đã trở thành người lớn, mà thay vào đó các bạn lại chọn một việc đó là sử dụng chất kích thích, và cụ thể là thuốc lá. Và trong thuốc lá là nó có chứa nicotine, đó là một chất gây nghiện. Cho dù các bạn chỉ mới là tò mò muốn thử, nhưng mà nếu mà đã thử được rồi thì nó sẽ khó để nào cai nghiện được, vì đã cai nghiện rồi đó. Như thế nào mà các bạn có một cái quyết tâm rất lớn thì các bạn có thể bỏ được. Cái giải pháp em đưa ra không phải là chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn cái việc học sinh hút thuốc lá, mà nó chỉ có nằm trong phạm vi của trường học thôi. Tức là các bạn ở trong trường thì các bạn sẽ không hút thuốc, nó sẽ không làm xấu đi hình ảnh của nhà trường, chứ mà các hành vi hút thuốc của các bạn thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát 100% được. Là nếu các bạn đi ra ngoài môi trường xã hội thì cái đó là mình không thể kiểm soát được. Và cái giải pháp mà em đưa ra đó chính là chúng ta sẽ thành lập một đội học sinh, hoặc là cái điều đó là tất nhiên là em sẽ cần sự hỗ trợ, trợ giúp từ các quý thầy cô trong ban giám hiệu, trợ lý thanh niên hoặc là giám thị, là sẽ tổ chức ra một nhóm để giống như là chúng ta sẽ đi kiểm tra những cái nơi mà các bạn thường xuyên hút thuốc lá. Ví dụ như là quý thầy cô sẽ có thể thấy là cái giờ ra chơi hoặc là trước khi vô học ở canteen 240 á, phía sau các bạn thường xuyên là tụ tập ở đó mà hút thuốc lá, không nữa thì ở nhà vệ sinh. Có thể là trong giờ học các bạn xin thầy cô đi là thầy cô cho em đi vệ sinh, nhưng thật ra là các bạn không đi vệ sinh mà các bạn lại ra đó sử dụng thuốc lá. Nên chúng ta cần một đội ngũ để đi giống như là chúng ta thường xuyên đi để kiểm tra những bạn nào mà hút thuốc lá, chúng ta sẽ có những hành vi đó là chúng ta sẽ có những giải pháp, những cái biện pháp trừng phạt các bạn đó một cách thích đáng. Ví dụ chúng ta lần đầu tiên chúng ta có thể là cảnh cáo răn đe, và những lần thứ hai chúng ta thông báo đến quý phụ huynh, chúng ta sẽ kết hợp với quý phụ huynh để cái tình trạng đó được giảm sút. Và cái lợi ích khi mang lại đó chính là chúng ta sẽ giảm được tình trạng hút thuốc của học sinh trong môi trường trung học phổ thông Vị Thanh này. Nó sẽ làm đẹp thêm cái hình ảnh những cô cậu học sinh trong những là áo trắng, trong những bộ áo sơ mi trắng. Dạ, phần trình bày em xin hết, em cảm ơn. Mày ban giám khảo đặt hồ này, thầy có một cái vấn đề để hỏi em ha. Thank you.
Thank you.